Mao, đưa Truyền Quốc Ngọc Ấn cho ta không Ta muốn. còn muốn dùng nó để làm điều kiện trao đổi với Phụ Hoàng. Ta muốn đi Phong Điện, đưa cho Dương Phi, Lý Thế Dân sẽ không còn học tiếng chó sủa nữa, cũng sẽ không nằm trên đất mà giận mình. Mình mấy năm nay không cần nghĩ đến đi Phong Điện nữa, ha ha. Đưa cho ta, con thật sự muốn rời xa mẫu phi sao? Khi con đến Phong Điện, không có lệnh triệu, con không thể trở lại Trường An, biết không? Có thể suốt đời cũng không gặp lại mẫu phi nữa, hi hi. Mẫu phi, chúng ta có Truyền Quốc Ngọc Ấn, chúng ta có thể thương lượng với Phụ Hoàng, lúc đó người có thể đi Phong Điện cùng con. Dương Phi có chút do dự. Phải nói rằng trong khoảnh khắc này, lòng người rung động. Người nào mà không muốn rời khỏi cung sâu này? Nhưng người cũng biết, Lý Thế Dân tuyệt đối không để người rời đi, vẫn nên từ bỏ ý nghĩ này. Ha ha, hỗn láo. Ngươi còn muốn dẫn mẫu phi đi theo sao? Lý Nhị luôn lén nghe trong phòng ngủ, biết rằng tất cả chỉ là tuyệt đối lầm. Không đồng ý cho người đi Phong Điện. A ha, ôi. Hỗn láo, ôi, tổ tông nhỏ của chấm. Chúng ta có thể đừng mỗi khi không hợp ý. Lại đập Truyền Quốc Ngọc Ấn không? Vậy Phụ Hoàng, chúng ta thương lượng, nếu ngươi thấy chỉ là một Lý Thế Dân trong nháy mắt đã xong, không được quá phóng túng. Được, được, chúng ta thương lượng. Không, không đúng, đồ thật sự muốn thương lượng cái gì chứ? Ngươi thật sự nghĩ chẳng sợ ngươi sao? Ai cho ngươi dũng khí đó? Ái phi, việc này giao cho ngươi, chẳng đi vào trong đợi ngươi. Thật quyết liệt, Dương phi chỉ có thể nghe theo Lý Thế Mao Dân. Mao nhị chỉ có thể nghe theo mẫu phi yêu quý nhất của mình. Mao, giao cho ta. Con không đấu lại Phụ Hoàng đâu. Ôi, mẫu phi, chúng ta còn hy vọng không? Chúng ta cùng đi Phong Điện. Thôi đi, đưa Truyền Quốc Ngọc Ấn cho ta. Được rồi, ngoan, đi theo ta vào trong xin lỗi bệ hạ. Gì, con phải đi xin lỗi sao? Truyền Quốc Ngọc Ấn của mình đã đưa cho Lý Thế Dân, lại còn phải xin lỗi Lý Thế Dân. Tại sao con đã làm Phụ Hoàng tức giận như vậy? Tất nhiên là phải xin lỗi. Con không đi, con không muốn đi. Ôi con ơi. Ha ha ha, không cần phải làm ầm lên, chẳng không phải là người nhỏ mọn như Lý vậy. Lý Thế Dân đã lén nghe từ bên trong khá lâu, ông ta bước ra với tiếng cười lớn. Bệ hạ, ha ha ha. Ôi trời, tuyệt quá, tuyệt quá. Đây là Truyền Quốc Ngọc Ấn sao? Ha ha ha, tay nghề thật tinh xảo, ngọc này thật trong suốt và quý báu. Ha ha ha, thật tuyệt vời. Lần này Mao có công lớn, sẽ được thưởng lớn. Được thưởng lớn, không cần phải xin lỗi. Được, ha ha ha, chấm đi đây. Không phải ngươi thấy sao? Chúng ta thật thua thiệt, chẳng được gì. Lợi lộc đều bị Phụ Hoàng chiếm hết. Con ngốc, cả thiên hạ này đều là của Phụ Hoàng. Mối thù này ta nhất định sẽ báo. Một ngày nào đó ta sẽ làm Lý Thế Dân tức giận, để tự mình bị đuổi khỏi hoàng cung, đi Phong Điện. Cuộc sống không ngừng, khiến Lý Thế Dân không ngừng. Các khanh, hôm nay chẳng có chuyện vui lớn muốn báo với các khanh. Bệ hạ, chẳng lẽ có cách đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ sao? Không phải. Đêm qua, chẳng mơ thấy Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng trong giấc mơ đã khen ngợi chẳng rất nhiều, khen chẳng là thiên cổ nhất đấy. Ha ha ha, trong khoảnh khắc, các đại thần đều tỏ ra lúng túng. Thông thường, Lý Thế Dân khoác lác, mọi người nể mặt còn khen ngợi một chút. Nhưng lần này Lý Thế Dân khoác lác quá đáng, nếu như tán đồng Lý Thế Dân thì sẽ không tránh khỏi bị gọi là gian thần. Bệ hạ, sao ngài lại phải so sánh với Tân Thủy Hoàng? Quản lý tốt đại đường mới là việc chính, mộng mơ chỉ là chuyện không có căn cứ. Cầu mong bệ hạ có thể dành tâm trí cho dân chúng. Ha ha ha, chấm còn chưa nói xong mà. Ngụy Trưng, sao ngươi lại đứng ra mang ra cho họ xem đây là gì? Đây là quà của Tân Thủy Hoàng, đưa cho chấm sau khi thừa nhận chấm là thiên cổ nhất đế. Bệ hạ. Ồ, thật sự là Truyền Quốc Ngọc Ấn. Trong đời ta, lại được nhìn thấy lần nữa. Thật khó tin, có lẽ đây thật sự là quà của Tân Thủy Hoàng. Trời ban điểm lành, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Ha ha ha, Ngụy Trưng vừa nói mộng mơ là chuyện không có căn cứ. Bây giờ ngươi còn lời nào để nói không? Tân Thủy Hoàng tuy là vị hoàng đế đầu tiên, nhưng ông ta tàn bạo, dân chúng khổ sở không chịu nổi, bệ hạ đừng học theo ông ta. Hừ, Ngụy đại nhân, Tân Thủy Hoàng là thiên cổ nhất đấy. Ông ta không phải không yêu dân, chỉ vì muốn xây dựng trưởng thành. Nếu không có trưởng thành của ông ta, bây giờ chúng ta làm sao chống địch ngoại xâm? Năm đó Hán Cao Tổ Lưu Bang, khi Hạng Vũ tạo phản, Tân Thủy Hoàng cũng không triệu tập 50 vạn quân tinh nhuệ biên giới của mình về để trấn áp phản loạn. Điều này đã chứng minh rằng Tân Thủy Hoàng có tầm nhìn và yêu thương thiên hạ. Ngươi bây giờ lại đi xúc phạm tiên hiền, có phải là không tốt chút nào không? Trương Tôn Vô Kỵ không hề khoan nhượng. Thần đã sai. Ha 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 ha, được rồi, sau này nghe nhiều nhìn nhiều, nói ít. Hạ chiều xong, Lý Thế Dân chạy tới cung của Dương Phi để chia sẻ niềm vui. Ha ha ha, hôm nay chấm thật sự rất vui. Dương Phi, nàng biết không, sắc mặt của Ngụy Trưng, ha ha, chấm đã làm khó ông ta nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng trả đũa được. Chúc mừng bệ hạ, cuối cùng cũng hạ được cơn giận. Ha ha ha, không chỉ là một cơn giận mà là vô số cơn giận, hôm nay chỉ một chữ. Phụ Hoàng, xin mời uống trà. Hôm nay Lý Nhị vui vẻ, nhìn Lý Mạo cũng thuận mắt hơn. Sao cảm thấy trà này có vị lạ? Hơi chát. Là vì nhi thần đã thêm một vị bổ rất lớn, nên có chút khô khan. Ồ, uống vị bổ là nước tiểu trẻ con. Ha ha ha, anh. Khốn nạn, khốn nạn, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Hôm nay ta nhất định phải làm người chết. Đừng chạy, đừng chạy, đừng chạy. Khốn nạn, đừng chạy. Cha đang làm gì vậy? Đền thờ trẻ em rất bổ dưỡng mà. Và con là con của người nữa. Đền thờ trẻ em của rồng lại càng bổ dưỡng đặc biệt. Con thật lòng muốn tốt cho người mà. Cha không thấy sao? Hả? Ngươi còn nói hôm nay ta phải giết ngươi sao? Đứng lại. Hai người vừa đuổi theo vừa chạy đã chạy nửa cung điện rồi.
Khốn nạn, sao ngươi lại chạy nhanh như vậy? Cha có mệt không? Ngừng đuổi theo đi, chúng ta ngừng lại được không? Tên thờ trẻ em thật sự rất bổ dưỡng. Con cũng chỉ vì lòng tốt thôi mà. Ngươi còn nói khốn nạn, chỉ vì lấy được truyền quốc ngọc tỷ của ngươi mà muốn báo thù sao? Vậy ta chỉ cho người uống nước thôi, không phải nhỏ mọn, sao phải đuổi theo ta? Ngươi nói khốn nạn, có thể thế được không? Ngươi có thể nói như vậy sao? Đây có thể được gọi là như vậy sao? Tất nhiên là có. Cha, điều mình không muốn đừng làm cho người khác. Đừng nói nữa. Ôi, ta biết, ta khi nhỏ không chăm sóc ngươi nhiều. Ngươi giờ đây quá nghịch ngợm. Thực ra, ta không trách ta, chỉ trách chính ta thôi. Ôi, Lý Nhị còn có thể sửa đổi và nhận lỗi. Thật không thể tin nổi. Ha ha, cuối cùng ta đã bắt được ngươi rồi. Tên lão lục này, ta thực sự phục rồi. Bắt đầu thật không biết xấu hổ. Ngươi chơi trò lừa gạt. Ngươi vẫn chạy đi. Ngươi không chạy nhanh lắm sao? Lập tức bị ta bắt được rồi. Ngươi thật không có lý lẽ gì cả. Ngươi còn chơi trò mưu mô với chính con trai của mình. Đây là chiến tranh không từ thủ đoạn. Càng già càng cay, người đấy quá non nớt. Ha ha, hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi cho thật tốt, để ngươi hiểu thế nào là sự tàn nhẫn của hoàng gia. Cha ơi, chúng ta có thể thương lượng được không? Người xem này, ngọc tỷ truyền quốc của người đã có rồi, sao không thưởng cho con? Nhị mao có chút nhát gan. Mời uống nước tiểu xong, Lý Thế Dân không thể tưởng tượng nổi người đàn ông này sẽ làm ra những việc rồi. Lần này ngươi muốn chạy cũng không thể chạy được đâu. Ngươi còn nói gì nữa? Đừng mà. Cha ơi, chúng ta vẫn có thể trò chuyện được mà, đúng không? Cha, ngươi nói ngọc tỷ truyền quốc có phải là do con tìm ra không? Đúng vậy. Rồi sao nữa? Ngươi xem, ngọc tỷ truyền quốc rất có ích cho người. Con cũng coi như đã lập đại công rồi. Chúng ta hãy lấy công chuộc tội nhé. Ngươi thả con đi nhé. Thả ngươi? Về chuyện ngọc tỷ truyền quốc, ta có thể coi như ngươi lập đại công, nhưng cũng không thể công tội song toàn. Và với lỗi lầm của ngươi, công lao của ngươi không đủ để chuộc lại. Chỉ lần này thôi, ngươi lại khiến ta vào đền thờ trẻ em, đã xem như là công bằng rồi. Vậy những lỗi trước của ngươi thì sao? Cha ơi, ngươi thực sự hiểu lầm con rồi. Đền thờ trẻ em thật sự rất bổ dưỡng mà. Con chỉ sợ cha mệt mỏi quá mà thôi, nên mới nghĩ đến việc bồi bổ cho ngươi. Chỉ là muốn bổ sung thêm chút thôi mà. Nước tiểu trẻ em bổ dưỡng, làm con trai của ta hiệu quả gấp đôi, đúng không? Ừ, đúng, đúng. Cha nói đúng quá. Được rồi, ta làm thánh nhân thì lại càng bổ dưỡng, gọi là lấy nghĩa không thể thiếu. Cần phải để ngươi cũng bổ sung thêm. Trời ơi, không 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 không, sao có thể như vậy được? Ta thực sự là long tử, con bổ dưỡng hơn cả ngươi. Nếu đã có xung đột, ta lại tốt ta như cũng vậy. Phải đối xử tốt với ngươi. Ha ha, đừng mà. Cha ơi, ngươi quá quý giá rồi, chúng ta tiết kiệm chút được không? Không sao đâu, ta không cần mặt mũi, ta làm thế này cho ngươi. Sau này, ta sẽ giao bình nước tiểu của ta cho người uống hết nhé.